Không chỉ là một tựa game đuổi bắt đơn giản, cốt truyện Dead by Daylight cực kỳ đen tối và ma mị. Một trò chơi chết đi sống lại liên hồi, vật lộn giữa không gian thời gian vô tận để tìm kiếm một con đường giải thoát cho chính mình. Dead by Daylight có phần giống với đàn em của nó là Identity 5. Nhưng nếu xét về chiều sâu hay mức độ kinh dị thì tựa game này có thể nói là còn hơn một bậc. Chỉ có một điều là, mặc dù cốt truyện rất hay, nhưng nhiều tình tiết bị giấu kín và bắt buộc game thủ phải lần mò trong quá trình chơi, khiến cho cốt truyện của tựa game này là tổng hợp của rất nhiều giả thuyết cùng suy đoán khác nhau. Vậy thì, trong video này, hãy cùng DMO tìm hiểu về nó nhé! Video các bạn đang xem được tài trợ bởi Hyperbox PC, thương hiệu PC được build sẵn, đang được vận hành bởi TechSpay. Nếu như các bạn đã có nhu cầu mua sắm dàn máy để phục vụ cho nhu cầu giải trí, chơi game hay công việc hàng ngày thì đừng quên tham khảo những bộ máy đang được tối ưu rất tốt về cấu hình và mức giá đi kèm với nhiều khuyến mại hấp dẫn. Đừng quên nhập mã giảm giá mình để trong phần mô tả và phần bình luận video này để có thể nhận được khuyến mãi độc quyền dành cho anh em đăng ký kênh DMO nhé. Đầu tiên, hãy cùng nhau nói về trò chơi The Battle là gì. Cốt lõi của trò chơi trong cốt truyện của Dead by Daylight là một cuộc rượt đuổi giữa hai phe, một bên là những kẻ sống sót, survivor, và còn lại là đám thợ săn sát thủ, killer. Survivor là những kẻ xấu số bị bắt và giam giữ trong dòng thời gian vô tận, nơi tách biệt khỏi thế giới bên ngoài và có những không gian bí ẩn được gọi là realm. Các realm này mô phỏng lại kiến trúc, nơi ở và văn hóa của những địa điểm trong ký ức của các survivor, biến chúng trở thành những sân khấu cho những màn đuổi bắt đẫm máu. Trái ngược với survivor, killer là những tên đồ tể giết người không gớm tay. Mục đích duy nhất của chúng là săn lùng và hiến tế các survivor, nhằm ngăn không cho bọn họ thoát ra khỏi realm hiện tại. Để có thể trốn thoát khỏi đám killer man dợ, các survivor sẽ phải sửa một số lượng máy phát điện nhất định, qua đó tạo đủ năng lượng để mở ra cánh cổng thông đến chiều không gian khác. Khi một killer bắt được survivor, chúng sẽ không giết bọn họ mà đem về như vật hiến tế, giao nộp lại cho một sinh vật kỳ bí, có hình dạng như những chiếc máy móc hay cánh tay đầy gai nhọn tỏa ra từ không trung. Sinh vật này được gọi là Entity. Nó sẽ giết chết survivor đó và nuốt lấy kẻ xấu số như một món ăn ngon lành. Cuộc chơi sẽ tiếp diễn cho tới khi một trong hai phe chiến thắng, hoặc là các survivor thành công trong việc mở cửa trốn thoát, hoặc là bị killer bắt lại tất cả. Điều khủng khiếp nhất ở trong Dead by Daylight đó là trò chơi diễn ra không gian kỳ dị do Entity tạo ra. Nơi đây không có khái niệm về thời gian cũng như sự sống, hay nói chính xác hơn là cái chết bị kiểm soát trong realm. Bất kể các survivor có bị giết hay bị thương nặng cỡ nào, bọn họ cũng sẽ được hồi sinh tại khu cắm trại, campfire, với ký ức bị xóa sạch nếu vừa chết trong cuộc đuổi bắt gần nhất. Im lặng chờ đợi một realm khác mở ra và trò chơi kế tiếp lại bắt đầu. Chỉ có các survivor mới được phép đi lại gần đốm lửa trại, còn đám killer thì rình mò bên ngoài dưới làn sương mù đen, chờ đợi những con mồi kế tiếp thành vật săn của mình. Ở trong Dead by Daylight thì cái chết bị Entity kiểm soát. Nó dùng quyền năng của mình để tạo ra các realm với thời gian vĩnh cửu, từ đó khiến cho những cuộc đuổi bắt kéo dài vô tận không có hồi kết, vĩnh viễn giam cầm những sinh vật bị bắt giữ trong thế giới riêng của mình. Hiện tại chưa có một kẻ nào thoát ra khỏi trò chơi đuổi bắt này. Mục đích của trò chơi đẫm máu này không phải nhằm hướng đến việc giải trí hay tra tấn, mà nó là cách mà các Entity nuôi các sinh vật phàm trần, biến chúng làm thức ăn của nó theo một cách rất đặc biệt. Đó là các cảm xúc của con người. Entity ăn lấy hy vọng và nhả ra sự tuyệt vọng, nuốt mất sự sống và trả lại cái chết, cho tới khi không còn thứ gì tồn tại trong sinh vật đó nữa. Có thể coi Entity là nhân vật phản diện chính hoặc trùm cuối trong Dead by Daylight, con quái vật điều khiển các killer và giam giữ những survivor xấu số. Bản chất Entity là một thực thể vô định, có quyền năng vô cùng lớn, với sức mạnh tạo ra và đi xuyên qua các chiều không gian tồn tại độc lập. Entity du hành qua nhiều thế giới khác nhau, tìm kiếm thức ăn và nuốt chửng lấy chúng, như một cái lỗ đen không đáy, hủy diệt mọi thứ cho đến khi tất cả trở về với cõi hư vô. Thức ăn của Entity không phải là năng lượng hay tinh hoa, mà là cảm xúc của sinh vật. Vui, buồn, sợ hãi, giận dữ, tình yêu, trung thành hay phản bội, tất cả đều là thứ mà Entity tìm kiếm. Nhưng mối khoái khẩu nhất của nó chính là hy vọng và tuyệt vọng, hai thái cực khác biệt nhất trong tâm khảm của con người. Bằng cách tạo ra trò chơi đuổi bắt trong realm, Entity đã trao ra hy vọng cho các survivor để đổi lấy sự tuyệt vọng khi bọn họ nhận ra mình không thể thoát được bất chấp kết quả ra sao. Để có thể thu thập được nhiều cảm xúc nhất từ sinh vật sống hay Dead by Daylight là con người, Entity đã tạo ra trò chơi đuổi bắt có tên là Trial mà chúng ta biết đến. Bằng cách quăng sinh vật yếu đuối này vào một vòng tròn săn đuổi vô tận, Entity sẽ thu lại những cảm xúc cả tích cực lẫn tiêu cực, nuốt lấy chúng để trở nên mạnh mẽ hơn, cho tới khi đủ sức để trải dài realm của mình ra thế giới gốc và hấp thụ lại nó. Entity là thực thể từ hư vô và nơi sâu thẳm nhất của vũ trụ. Nó lang thang bất định trong vũ trụ, bị thu hút bởi những cảm xúc thầm kín nhất từ những sinh vật đang sinh sống ở một hành tinh nào đó. Khi cảm nhận được những cảm xúc này, Entity sẽ bay xuống thế giới đó và bắt đầu tạo ra những realm để xâm nhập vào nó. Những kẻ có cảm xúc tiêu cực càng lớn sẽ càng dễ bị ảnh hưởng bởi Entity, cho tới khi bị hắn kéo vào realm.
Hầu hết các killer trong Dead by Daylight là những kẻ bị tha hóa bởi Entity, khi chúng có những cảm xúc cực đoan vượt qua phạm trù của một sinh vật bình thường để rồi bị hút vào trong Realm. Tại đây, Entity sẽ thỏa thuận với bọn điên này một trò chơi để thỏa mãn thú tính hoặc tra tấn thần kinh chúng cho tới khi phải phục tùng. Dù bằng cách nào đi chăng nữa thì killer đều là những con rối trung thành của Entity, tồn tại để phục vụ cho chủ nhân vĩnh viễn. Trái lại thì Survivor là những kẻ xấu số vô tình đi lạc vào lãnh địa của Entity và bị mắc kẹt lại trong đó. Bọn họ có thể là những học giả tò mò biết được sự tồn tại của Entity, hay một cậu bé chuẩn bị trải qua cột mốc cuộc đời, hoặc những người anh hùng đứng trước ngưỡng cửa cái chết. Tất cả đều có một điểm chung là mang trong mình hy vọng, món ăn mà Entity thèm muốn nhất. Những người này hoặc là đi lạc vào Realm, hoặc là bị Entity nhắm đến mang tới không gian này. Cứ 4 người sẽ lập thành một nhóm để bắt đầu trò chơi đuổi bắt với đám killer, tìm cách để giữ mạng, chạy trốn qua những cánh cửa đặc biệt. Nhưng như đã nói thì đây chỉ là ảo ảnh do Entity tạo ra, không cần biết kết quả trò chơi ra sao, cả killer lẫn survivor đều vĩnh viễn bị kẹt lại trong vòng luân hồi vô tận này. Trước khi các sự kiện ở trong Dead by Daylight diễn ra, đã có rất nhiều sinh vật bị Entity bắt được và giam giữ trong Realm nhằm trở thành thức ăn cho nó. Không quan trọng có bao nhiêu killer hay survivor đang tồn tại, Entity đều có thể thay thế và bắt thêm bất kỳ lúc nào nó muốn. Do là một thực thể siêu phàm tồn tại cùng với vũ trụ, nên khái niệm thời gian hay không gian là vô nghĩa đối với Entity. Đối với Entity, nó có thể mở ra bất kỳ chiều không gian nào hay đi tới bất kỳ địa điểm nào trong lịch sử chỉ để tìm kiếm sinh vật thích hợp. Theo như ghi chép của Benedict Becker, một survivor lang thang ở trong lãnh địa của Entity từ rất lâu, thì có thể thấy các mốc thời gian giữa những ghi chép đôi khi lệch hàng chục tới cả hàng trăm năm, cho thấy thời gian là thứ không hề tồn tại trong Realm. Một kẻ khác cũng nhận sự tồn tại bất tử không ai mong muốn, đó chính là The Observer, một học giả tò mò để tìm hiểu về Entity, sau đó bị nó nhốt lại trong tòa tháp vĩnh cửu, nơi lưu trữ tất cả những mảnh vụn ký ức của những sinh vật từng bị chúng bắt giữ. Chúng trải qua nhiều thế giới khác nhau với vô số thông tin trôi nổi trong làn sương đen do Entity tạo ra. The Observer là kẻ duy nhất có thể đào bới và nhìn vào các ký ức này để biết chính xác chuyện gì đã xảy ra tại Realm. Theo như các ghi chép của The Observer, thì những ký ức này tồn tại giống như cuốn sách ở trong hộp tủ, thứ có thể mở ra và trải nghiệm trực tiếp, giống như ông ta có thể thưởng thức whisky tại một thế giới A, sau đó nghe radio tại một thế giới B, giống như cách thức mà chủ nhân cũ của những ký ức đó từng trải nghiệm. Các ký ức này hoàn toàn vô dụng với Entity, nhưng cũng giống như bao nhiêu sinh vật mà nó bắt giữ, Entity có khả năng giam giữ vô tận để lưu trữ mọi thứ. The Observer giống như một tên thủ thư ở đây để sắp xếp mọi thứ mà thôi. Để có thể tạo ra thật nhiều tuyệt vọng, thì đầu tiên Entity phải trao cho con mồi thật nhiều hy vọng. Cần nói ở đây thì hy vọng và tuyệt vọng là hai thứ đi song hành với nhau, chúng đều là chất xúc tác cũng như món khoái khẩu cho Entity. Làm sao để cân bằng và khiến cho những survivor có thể chút hết hy vọng ra ngoài thì đó là cách thiết kế trò chơi của Entity trong Dead by Daylight. Đầu tiên phải nói là bản thân Realm đang diễn ra trò chơi, cánh cửa mở tới không gian khác, những chiếc máy phát điện hay từng ngọn cây ngọn cỏ trên mặt đất, tất cả đều là cơ thể của Entity và bị nó kiểm soát. Vốn dĩ không có cách nào để thoát khỏi Realm và cũng chưa từng ai có thể làm được điều này, cho nên bất kể là phe survivor hay killer chiến thắng thì bản chất của trò chơi là không đổi. Nếu như bạn để ý thấy thì hầu hết chi tiết trong trò chơi đuổi bắt đều nhằm mang tới hy vọng cho các survivor, từ việc phải gấp rút sửa chữa những chiếc máy phát điện, vòng tròn màu đỏ báo hiệu vị trí của đám killer hay kể cả cánh cửa sập cuối cùng khi không mở được cửa chính. Tất cả chỉ đều nhằm một mục đích duy nhất, đó là làm sao để khiến các survivor cảm nhận được hy vọng nhiều nhất có thể. Đốm lửa trại nơi các survivor tập trung lại với nhau cũng chỉ là một ảo ảnh để tạo ra hy vọng. Theo như ghi chép của Benedict Baker thì cái đốm lửa mà họ nhìn thấy thực ra không hề tồn tại. Anh ta không hề cảm nhận sức sống của lửa cũng như không bị bỏng tay khi sờ vào nó. Nhưng khi nhìn thấy đống lửa chạy tại đây, tâm hồn của Benedict lại trở nên thanh thản khó tả. Từ đó, chúng ta có thể hiểu đống lửa chạy giống như nơi để cho các Entity hồi sức cho các survivor, nhằm giúp bọn họ tiếp tục có hy vọng sinh tồn, cơ bản là y như nuôi thú để làm thịt. Và tại sao trò chơi này cần tới 4 survivor, cũng chính là để cho bọn họ có hy vọng được đồng đội giải cứu mà thôi. Entity nuôi dưỡng hy vọng để thu hoạch tuyệt vọng. Hai loại cảm xúc trái ngược này bổ trợ cho nhau và sẽ mạnh mẽ theo cách đối nghịch, hy vọng càng lớn thì tuyệt vọng càng lớn. Bởi thế cho nên Entity mới phải thả cho survivor chạy lanh quanh và đảm bảo sẽ có kẻ chiến thắng trong trò chơi. Nếu bạn tìm thấy hy vọng có thể trốn thoát thì sẽ tuyệt vọng tới mức nào khi nhận ra mọi thứ đều là vô nghĩa. Khi một killer mang một survivor được hiến tế cho Entity thông qua những chiếc móc khổng lồ, kẻ xấu số đó không phải bị giết mà đang bị Entity hút lấy những cảm xúc đáng chịu trong cơ thể. Vui sướng khi tìm thấy lối thoát, hy vọng để trở về nhà, sự sợ hãi khi bị săn đuổi và tuyệt vọng cùng cực nhận ra bản thân đang cận kề cái chết. Tất cả những thứ đó tổng hợp thành món ăn ngon tuyệt cho Entity. Nó hút lấy cái cảm xúc này, xóa bỏ ký ức và hồi sinh lại các survivor đó tại đống lửa trại, sẵn sàng cho một vòng lặp mới. Trên thực tế, có rất nhiều survivor tồn tại cùng lúc trong Realm, thứ không phải giới hạn những nhân vật chúng ta thấy ở trong Dead by Daylight.
The Observer trong quá trình nghiên cứu các ký ức để lại trong tòa tháp, ông ta đã nhìn thấy các rèm đặc biệt có rất đông người đang sống, hoạt động y như ngoài đời thực, cảm giác mọi thứ tại đây vẫn diễn ra như bình thường vậy. Những sinh vật sống trong rèm không bị già đi và vĩnh viễn không chết, nhưng có một thứ bọn họ bị lấy đi, đó là cảm xúc và nhân tính. Các killer hầu hết là những tên sát nhân, bác sĩ điên hay kể cả là một linh hồn chứa đầy thù oán. Chúng vốn dĩ đã từ bỏ phần con người của mình kể từ trước khi bị tiếp xúc với Entity. Thậm chí có vài kẻ còn rất sẵn lòng làm nô lệ cho thực thể này để thỏa mãn tính cuồng sát của bản thân. Tuy nhiên, Survivor thì lại khác. Các Survivor hầu hết là những người bình thường, cho nên tâm trí của họ sẽ bị ảnh hưởng sau khi trải qua cái chết kinh hoàng ở trò chơi đuổi bắt. Giống như một miếng thịt từ từ bị cắt xéo, mỗi lần một Survivor bị bắt và hút đi cảm xúc, đồng nghĩa với sự sống của họ cũng theo đó mà mất đi. Khi một Survivor thua cuộc liên tục và bị hiến tế liên tục, hy vọng từ từ biến thành tuyệt vọng cùng cực rồi buông xuôi tất cả. Những Survivor đó sẽ trở thành một cái vỏ rỗng, không còn biết đau, không còn biết buồn và cũng không còn cảm giác. Linh hồn của họ biến mất, chỉ còn lại thể xác vô dụng. Một miếng thịt không thể sinh ra cảm xúc, đồng nghĩa cũng là thứ vô dụng đối với Entity. Nó sẽ quăng những Survivor đó vào vùng hư vô gọi là Void, nơi những kẻ này nằm đó, tồn tại vĩnh viễn với thời gian như một hòn đá vô tri vô giác. Void là một realm kỳ lạ, nơi không có gì tồn tại và mọi vật bị quẳng vào đó gần như không thể thoát ra. Chỉ có một ngoại lệ là Viggo, một Survivor, và The Blight, một killer đã từng trở về từ Void. Nhưng nhìn chung thì đây có thể coi là cái kết cho những kẻ thua cuộc, mặc dù phải nói kẻ thắng cuộc cũng chẳng khác biệt gì. Và đó là tất cả những giả thuyết mà mình muốn chia sẻ với các bạn về Dead by Daylight. Nếu như các bạn có thắc mắc hay muốn thảo luận gì, đừng quên comment phía bên dưới, cũng như hẹn bấm like, share này và đăng ký kênh Diomio nếu như các bạn thấy thích nó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.